Nam-mô-tham-ma-giá, Nam-mô-sang-kha-giá. Con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tắt âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý. Vào thời kinh lễ bái do chị Tịnh Hạnh, xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Xin mời chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ. Con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakke kame charu be girisi karata te chantani khe vi ma ne di be ra te chaga me taru anaga hane ge hawa thom hi khe te phom ma cha jan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me Sonan tu thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Mangalang Uttamang Gena Vande Hang Sang Khan Chadu Vithatamang
Chà phong ma tha đê quả na ga ma hi thi ca
Bồn nhắn nô ăn mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô sa đàn. Y đăng quá ta nô bồn nhắn á sa vá khá giá vá hăng hô tu á ná gà tê ca lê. Sa thú, sa thú. Sa thú. Thầy Kinh Tam Bảo đã tụng xong. Kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Nghỉ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Dạ chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính như mít đến sư. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Xin kính chào lớp. Dạ con kính lãnh lễ sư. Hôm nay thì sư ạ. Dạ. Giờ hôm nay mình học tiếp bài 14, đó là phần sửa bài tập còn lại. Giờ nhờ cô Ngọc Trân post phần bài tập đi, rồi chúng ta sửa phần bài tập còn lại đó xong rồi chúng ta học tiếp bài 15 ha. Các Khánh mở bài rồi. Các Khánh có lên không? Có. Nếu mà Các Khánh có lên, Các Khánh mở bài cũng được. Bài số 14. Rồi lớp của em sửa, tức là hôm trước là mình đã sửa được phần Pali sang Việt, phần bài tập cơ bản. Giờ hôm nay mình sửa phần Việt sang Pali. Chúng ta sửa xong đi, sửa xong rồi báo sư xưa sửa lại cho. Lớp mình nay làm câu nào báo với các Khánh? Cô làm câu số 5 hết trơn. Cái phần này nâng cao Khánh. Không, còn 5 câu tiếng Việt dịch sang Bali chưa có làm mà Hoa. Nhưng mà nãy Khánh kéo phần đó là phần nâng cao. Thưa sư, con làm câu số 1. Làm đi, ai làm được câu nào làm câu đó. Dạ, tôi làm câu 2. Tiên liềm ai gì đó câu số ba đi nha. Vậy là còn trống câu số 4.
Các Khánh, cô dịch lộn bài số 13, giờ cô làm bài số 14 nha các Khánh. Thank you.
Cô làm câu số 5 lại rồi đó các khách. Câu 5 trước bỏ. Có bố không? À, các Khánh con sửa giùm cô lại chữ A rốc giá nó là chữ G chứ không phải chữ G, chữ Y caret nó sẽ không phải chữ Y dài. À, giá giá con văn. G gửi dài, G gửi dài. Đúng rồi. Rồi chấm dưới nữa, A chấm A rồi M chấm dưới. Rồi cảm ơn con. Có 4 rồi đó Khánh. Thánh báo xin xong luôn Thánh. Thánh không có mở mic đó. Dạ thưa sư, các Phật tử đã đọc xong năm, đã sửa xong 5 câu. Rồi. Nào bây giờ chúng ta xem bài sửa ha. Giờ câu số 1. Sau khi nhìn thấy người bệnh, Thái tử đã bảo Sa Nạc rằng: này Thanh Na, hãy đánh xe trở về Hoàng cung. Sau khi nhìn thấy người bệnh, ở đây nó là bất biến quá khứ phân từ, đại dịch bất biến quá khứ phân từ trước. Thái tử là chủ từ, cho nên viết thái tử trước ra chắc Kumaro. Rồi thấy, sau khi thấy tức là Pasitoa, thấy ai đó thì cái đó sử dụng ở cách thứ hai. Cho nên mình thấy người bệnh người ta sử dụng ở cách thứ hai. Đã bảo Sa Nạc rằng, quan đi xe quá căng là gì? Chân năng sân nặng. Đúng rồi, cái đó phải là người hầu đó thưa sư. Sa quá cá đâu có, ở đây người ta nói tên luôn mà, cái chữ sa quá cá dùng chữ chân nát luôn. À, vậy thì dùng bạn nói với Chanh Ná rằng, đã bảo Chanh Ná rằng: này Chanh Ná, hãy đến xe về Bằng Cung. Này Chanh Ná thì cái đó là hô cách, ở đây mình sử dụng cái chữ Chanh Ná. Hãy đến xe là mệnh lệnh cách, Pa Chi Hí Sắc Cát Tăng, hãy đến xe về Bằng Cung. Rồi đó là câu số 1.
Câu số 2, những người bệnh dù già hoặc trẻ uống nước hay uống sữa cũng gặp phải không ít khó khăn. Những người bệnh apathika, những người bệnh dù, kinh cha pí anh em dịch nó thì dù à, già hoặc trẻ, già hoặc trẻ, già hoặc trẻ. Ở đây mình thấy là những người bệnh dù già hoặc trẻ, thì chữ già hoặc trẻ ở đây nó phải chia đồng cách với chữ apathika thì mới được, tức là nó cũng phải ở chủ cách thì mới được, tại là nó là tính từ. Mahalaka Dahara thì nó mới được, nó phải đồng cách với chữ apathika. Dù già hoặc trẻ uống nước hay uống sữa, động từ ha. Phiếu văn tí, uống nước. Udaka ni wa, uống nước. Uống sữa thì khi ra ni wa. Khi ra hay là khi ra, nhớ là khi ra mà. Khi ra ni. Chữ y đó là trường âm hay là đoạn âm? Trường âm. Dạ khi ra ni thì Rani. Rồi gặp phải không ít khó khăn, ở đây mình xài cùng đó là Sammukha dê quá. Cái chữ dê quá này là từ điểm thôi ha. Cái chữ Sammukha đây là đối mặt, hoặc là gặp phải, gặp phải, gặp phải cái gì đó thì chia ở đối cách đúc khăn, sự khó khăn. Không ít, chữ Anikang ở đây là nhiều á, thì mình dịch là không ít, tức là nhiều, là đối cách. Rồi đó là câu số 2. Dạ, Samukha là trạng từ thưa sư. Hả? Samukha là trạng từ. Ông sư nói cái chữ đúc khăn kìa. Không, nhưng mà vậy là cái chữ sửa lại. Samukha thưa sư, tại vì Samukha là trạng từ. Đâu có Samukha chứ, Samukha gì? Samukha, Samukha. Coi từ vựng ở dưới sư coi. Samukha, nhưng mà ý con nói chặn từ là đâu có chia. Sửa lại ở trên sư Samukha trạng từ ha, sửa lại ở trên sư kinh nha. Rồi câu số 3. Sau khi thấy người bệnh rên rỉ vì đau nhức xương cố, thái tử không còn vui thích, thọ hưởng dục lạc. Sau khi thấy người bệnh rên rỉ vì sự đau nhức xương cố, thái tử không còn rên rỉ, không còn vui thích, thọ hưởng dục lạc. Ở đây thái tử là chủ từ ha. Rajakumaro. Sau khi thấy người bệnh, thì ở đây mình có sau khi thấy người bệnh đó là apathikang pasitwa, là sau khi thấy người bệnh. Bởi người bệnh nó làm gì? Parivi đánh năng, cái này không được. Người bệnh đang rên rỉ, hoặc là người bệnh rên rỉ, tức là nói hành động đang diễn ra phải sử dụng hiện tại phân từ mới được. Pari đi văn tăng. Thưa sư, này lớp 1 mà thưa sư. Hả? Này lớp 1 mà. Chưa học mà, chưa học hiện tại phân từ thưa sư, này lớp 1. Chưa học hiện tại phân từ ha, bài này chưa có hả? Dạ, này lớp 1 mà thưa sư.
Nhưng mà bài này học hiện tại phân tử chưa chưa hả? Dạ chưa, lớp 2 mới học hiện tại phân tử, nay lớp 1. Biết rồi, sao làm câu này ta? Xuống từ vựng cho sư coi từ vựng ở dưới canh có cái từ vựng gì xài được không? Chết rồi. Có chữ Devanta này. Padi Vedana Padi Vana rồi xài đỡ cái danh từ đó đi. Khoan. Đúng rồi, người ta có cho từ vựng đấy chứ. Cái đó nó, mặc dù là hiện tại phân từ nhưng mà trong trường hợp này người ta chú thích nó như là tính từ. Cho nên mình có thể chia nó ở đối cách thôi. Mình chỉ chia nó thêm chữ mà chấm dấu như cái tính từ thông thường thôi. Người ta đã chú thích nó như là tính từ là được. Devin văn tăng đi. Có một số trường hợp thì nó được chia giống như là tính từ thôi, thì câu này người ta cho là người ta cũng đã tính nó rồi. Devin tăng. Đi văn tăng được rồi. Đang rên rỉ vì đau nhức cái rút cha giá, đây là vì đau nhức xương cốt athini, đánh xương cốt. Thái tử không vui thích thọ hưởng ngũ dục, thọ hưởng dục là không vui thích, đã rami là không vui thích trong việc thọ hưởng ánh pháp văn ni kamasukhang hiệp lạc. Đối cách ánh pháp văn ni thì cách thứ 7. Rồi đó là câu số 3. Thiền sư thứ 2 là người già bị bệnh. Đó một câu ha. Thiền sư thứ 2 là người già bị bệnh. Thì Utiyo Devaduto Mahalako Apatito Hoti. Thiền sư thứ hai là người già bị bệnh. Apatito Hoti. Máu mủ nước bọt chảy ra từ mắt, tai, mũi hay miệng vân vân. Máu lohitani, mũ poppa, nước bọt khela chảy ra gít galanti. Galanti là chảy ra từ gì? Từ mắt akhi, tai là sô tát, mũi là kha nát, miệng là múc khát với adi hí. Adi hí là cách thứ năm ha, chảy ra từ cái gì đó thì đó cách thứ năm, còn mấy kia chủ cách hết. Rồi câu số 5. Người bệnh luôn mong mỏi rằng mong cho ta được ăn vui và khỏe mạnh. Người bệnh apatiko luôn luôn thì nichaka lang ichati là mong muốn. Mong muốn gì? Mong cho ta được ăn vui và khỏe mạnh. Sukhang chá bồ văn chá mê hồ tú, mong cho ta tức là câu này đúng là theo cái câu Bali đó thì nó là xuất khăn
Arujang, sự an vui, sự khỏe mạnh. Xin cho sự an vui, sự khỏe mạnh có đến ta. Đó là nếu mình thay với câu Bali. Nhưng mà trong tiếng Việt mình nhiều khi mình dịch vậy nghe nó không được. Cho nên dịch đó là mong cho ta được an vui và khỏe mạnh. À. Rồi đó là 5 câu phần bài tập là tiếng Việt sang Bali. Thêm phần bài tập nâng cao đi. Ừ, tăng chụp lại hết chưa Trang? Chưa chưa, câu số 5 chưa sửa xong á Khánh. Hôn hôn tu tí á. Chưa chát rồi. Người già mà đâu hôn tu tí được rồi, trong hôn tu đâu. Hôn tu. Hô tù tí á, cái khúc này là mình cái người già hay là theo cái an vui về sức khỏe, an vui và khỏe mạnh sư? Ừ. Cái chỗ cái động từ này, khúc này là mình theo cái người bệnh hay là Abatiko hay là xuất khăn hay là Aguyang? Cái gì? Cái động từ. Động từ thì cái nào chủ từ theo nó cái đó chứ. Này chủ từ nó chủ từ số ít nhưng mà ở đây nó thấy hai cái chủ từ lận cho nên động từ nó phải số nhiều chứ làm sao. Vậy là hôn tu tí này là theo cái số thăng với Arojan nó sức khỏe đúng không? Thêm chữ N vô. Ừ. Để đi chân hay chân lên chân chụp cái chân lên. Rồi. Rồi. Rồi giờ lớp mình sẽ tiếp phần 2. Làm câu số 5 của bài tập nâng cao từ tiếng Bali sang tiếng Việt nha các Khánh.
Dạ, có còn ai sửa đọc tiếp câu nào không ạ? Dạ, câu số 1. Cô Cúc câu số 1, cô Bảo câu số 5 hả? Cô Bảo câu số mấy rồi cô Bảo? Bảo câu số 5. Như là câu số 3. Cho coi lại câu 1 Khánh ơi. Đạo sĩ. Nam ai ghi về mẹ luôn Khánh, câu số 1. Sau khi thấy ghi về câu số 1 luôn, đạo sĩ Asita Asita vua xuống thâu đá ná. Bảo hai chấm mở một kép, hãy bế hoàng nam của ta đến gần đạo sĩ. Rồi xong. Chị bấm vào ba ở Khánh. Dạ, để em tiếp mày lên chị. Khánh sửa giùm mà Đức Vua xuống xuống thâu đá ná. Chị An. Dạ, cảm ơn Khánh.
Câu số 1 ở Khánh thêm dùm chữ Đức Vua. Giờ thêm chữ Đức. Thầy tử sư thật thái thanh chẳng nói với thầy tử đều đà đề vã đà thá xin đừng giết con thiên nga. Dù chứ không có sao, dù có được. Tôi mấy câu này tôi dịch là tôi thầy tử sư thật thà thầy tử sư thật thà đã ngăn chặn đạo, ngăn chặn thái tử sự xuất phát, ngăn chặn và đã nói nhưng sửa chữ muốn sau khi là chữ dù ấy ha. Còn câu 2. Còn câu 2 có cô nào làm không? Cúc nào, hầu như cô Cúc đang làm á, Cúc đọc. Nếu không ai làm thì mình xin làm câu số 2 luôn. Dạ cô bảo rồi, dạ con làm đi, chưa có ai làm. Thì cô làm nha. Dạ. Khánh ghi giùm mẹ luôn. Thái tử Siddhartha đã ngăn chặn và nói với thái tử, với hoàng tử Devadatta rằng xin đừng giết con thiên nga.
hết. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi. Câu số 1. Suttorana raja asitata pasang pis apasitwa wadi pasasa sandikang mama raja putang aharathati. Thì ở đây mình có Suttorana raja là chủ từ, nhưng mà ở câu này thì người ta dịch bất biến hóa cứ phân từ trước, cho nên mình lấy pasitwa thấy đạo sĩ Asita là đối cách. Sau khi thấy đạo sĩ Asita rồi dịch đức vua Suttorana, Suttorana raja, đức vua Suttorana raja đã bảo, thêm chữ đã vô. Đã bảo hãy bế hoàng nam của ta đến gần đạo sĩ. Thưa sư, cái câu này trước á, câu trước trước khi em sẽ sửa lại có chữ tâm hê. Tâm hê thì... cái chủ từ ở dạng tâm hê là vì nó chỉ có một loại, nó giống cái chủ từ ở ngôi thứ hai với ngôi thứ ba, ở ngôi thứ hai với ngôi thứ nhất á, tại nó chỉ có một dạng chủ từ thôi, cho nên mình biết cũng được không biết cũng không có sao, tại người ta nhìn là người ta biết là chủ từ rồi. Với lại trong trường hợp đó là nói trực tiếp, bỏ luôn chủ từ, không cần dịch chủ từ, bỏ luôn cũng không sao. Giống ở cái câu này, hãy bế hoàng nam của ta đến gần đạo sĩ, vậy là nó được rồi. Còn nếu mà có tâm hề, nếu mà có tâm hề thì hãy thì dịch là này các khanh, hãy bế hoàng nam của ta đến gần đạo sĩ, hỏi nói trực tiếp vậy là được rồi, nói trực tiếp được khỏi, viết ngắn gọn vậy luôn dễ dễ. Hãy bế hoàng nam của ta đến gần đạo sĩ. Ta pasasa sandikang mama raja putang aharatha. Aharatha là chủ từ ngôi thứ hai số nhiều, raja putang là đối cách, mama của ta là cách thứ năm, đến gần đạo sĩ tìm sử dụng sandikang với lại một danh từ cách thứ sáu. Rồi câu số 2. Câu số 2, Siddhartha Raja Kumaroni Niwaretuwa Dewarato Nama Raja Pravi. Pravi Dewadatta
ma hăng sang ma rê hí. Thái tử ở đây, thái tử là chủ từ, thái tử đã ngăn chặn và nói thái tử sau khi đã ngăn chặn, sau khi ngăn chặn, sau khi đi thêm cái sau khi đi, sau khi ngăn chặn, bỏ chữ đã đi, sau khi ngăn chặn đã nói với, chỗ đó giờ chữ đã nói với hoàng tử điều qua đó ta rằng phải dịch này nữa, điều qua đó ta ở đây là hô cấp cho nên phải dịch là này. Devarata, đại thái tử lớn hơn đề mà là có sách thì nói là đề bà đạt ba là anh của thái tử, nhưng mà có sách thì dịch là em của thái tử, tại trong tiếng Anh nó xài là chữ brother, trong tiếng Bali thì thằng nào nó thấy đẹp nhưng mà chắc có khả năng em thì phải hơn. Devadatta này, Devadatta xin đừng giết con thiên nga. Devadatta ma hăng sang ma re hi, giống ở trong câu này mình cũng không cần phải sử dụng toan, viết ngắn luôn này Devadatta. Xin đừng giết con thiên nga. Rồi. Nếu câu này dịch mất biết quá khứ phân từ trước hay sao? Nó sẽ dụ câu này sau khi ngăn cản thái tử đã nói với hoàng tử rằng, vậy nó nghe nó dễ nghe hơn cái câu này dịch, nếu mà dịch chủ từ trước thì nghe nó đâu có sao đâu, cái bất biến quá khứ phân từ này dịch sao chủ từ cũng được, trước chủ từ cũng được, tại mình quen thôi chứ đâu có gì. Không, ý là con nói cái câu dịch thì nó hơi ấy, nhưng mà dịch cái mấy quý quá khứ phân từ trước thì nghe đi nó nghe suông hơn, chứ còn không nói là dịch không được. Ngoài trường hợp là cái bất biến quá khứ phân từ đó nó nhiều thì mình dịch một cái trước để mình trước khi mình xen vào cái chủ từ để cho nó giãn lại. Còn nếu mà ở trong trường hợp một cái câu nó chỉ có một cái bất biến quá khứ phân từ thôi thì dịch sao trước gì nó cũng được, nó có gì. Câu số 3. Kaludayi nama amacho sakakule chani hi saha sutho dana rajasa thamma desana ya kapila vatthu nagarang nivati tung tathagatang arathe the sati. Ở đây mình có Kaludayi nama amacho là đại thần, Kaludayi là chủ từ, sẽ thỉnh mời là động từ ở thì vị lai, tức là arathesati hoặc là nimantesati cũng được, đã thỉnh mời, sẽ thỉnh mời Đức Phật, Đức Như Lai, xin lỗi, Đức Như Lai là đối cách ha, Đức Như Lai về, trở về thành trở về thành Kapilavastu, Đức Phật trở về thành Nivatitung, trở về thành Kapilavastu Nagarang, bỏ dấu gạch đó đi, trở về thành Kapilavastu để thuyết pháp thamma desana ya, để thuyết pháp cho đức vua,
cha đức vua Xuất Thu Đa Ná cùng với dân chúng, cùng với dân chúng thì không được, cùng với những người, cái chỉ Chá Ná ở trong hộp này dịch là những người mới được, dịch cho dân chúng nghe nó không có được. Ở đây mình nói đang nói đức vua với những người ở trong hoàng tộc nên phải dịch là những người. Giờ cái này không có tất xá thì bỏ của ngài đã, con viết theo cái cúng cũ. Những người trong hoàng tộc sắc cá. Rồi. Em chỉ cần người trong hoàng tộc sắc cá. Rồi câu đó dịch gì? Api Siddhartha Bodhisatta Dasani Yancha Darang Api Ru Pancha Rajaputang Lapitwa Panna Pancha Kamagune Anupavane Nasidi. Dù phía anh em dịch là dù ha, dù có được vợ đẹp, dù có được vợ đẹp, này là vợ trẻ hay khôn ngô. Ở đây nếu dịch gì thì nếu dịch lắp với toa gì thì thêm Bồ Tát. Dù đã có được, dù đã có được vợ đẹp và đem thêm chữ bà vô, bà vô phẩy đi. Ở đây theo cái chữ con trai khôi ngô thì nghe nó không hay, mặc dù dịch từ thì nó đúng theo cái từ vựng, nên ở đây mình dịch là vợ đẹp con xinh. Mình dùng chữ từ thái tử luôn xin. Con nam thái tử khôi ngô tuấn tú. Ông dịch là con xin như vậy là được rồi, tại người ta đang nói về vua thì như vậy là người ta hiểu rồi. Nhưng mà đây chữ ra trái mút tăng, bỏ chữ chữ trai đi, con trai đi, bỏ chữ trai đi, là vợ đẹp con xin như vậy là được rồi. Con xin Bồ Tát Siddhartha cũng không đắm mình trong sự thọ hưởng ngũ dục, cũng không đắm mình trong sự thọ hưởng ngũ dục. Cái chữ Anupavane ở đây thì nó là cách thứ bảy, nhưng mà Panchakamavane thì nó là cách thứ hai. Đắm mình trong việc thọ hưởng ngũ dục. Rồi câu số 5. Sư có thể dịch là nhân thái tử được không sư? Chữ ban ná. Dù đã có vợ đẹp dù con xinh. Dù đã có được vợ đẹp con xinh. Nhưng Bồ Tát Siddhartha. Thêm chữ nhân cho đó. Nhưng Bồ Tát Siddhartha. Bỏ chữ cũng. Ông chữ cũng vẫn lấy được. Nhưng Bồ Tát Siddhartha cũng không nắm chìm trong sự thọ hưởng ngũ dục cũng được. Số 5. Tăng chara thamom hi charang anatito yati thamom hi yati anatito anatito ti apin hang pachawik kha hi. Đức Bồ Tát thường quán tưởng có sự già
không thoát khỏi già, có sự bệnh không thoát bệnh dịch kỳ ạ. Bài toàn mà. Bạn hãy thường quán tưởng. À, dịch là bạn. Bạn hãy thường xuyên quán tưởng. Thường xuyên quán tưởng rằng cha ra thầm mồm hí cha rằng anh tì tô. Ở đây mình thấy cái chữ thầm mồm hí tức là âm hí. Âm hí ở đây tức là cái chủ từ nó là hăng. Thì mình sẽ dịch đó là thông mồm hí. Dịch ta ở đây thì niêm dịch là chara thông mồm hí. Ta phải già không, ta phải già không thoát khỏi sự già được không sư? À, dịch thêm thôi. Ta phải già. Cái này phải dịch tóc ý đi thôi, chứ tại cái này nó thì hiện tại mình không có dịch khác được. Ta phải già. Chữ âm hí ở đây mình thêm cái chủ từ đó là đúng, nếu mình dịch theo từ ngữ đó là ta có trạng thái già, không thoát khỏi sự già. Ta có sự già, không thoát khỏi sự già. Thì nghe nó hơi khó nghe. Nhưng mà mình dịch tóc ý một tí đi. Ta phải già, không thoát khỏi sự già. Chữ anatito ở đây tức là không vượt qua, không thoát khỏi. Ta phải già, không thoát khỏi sự già. Ta phải bệnh. Rồi ta phải bệnh. Ya thi thom mom hi ya thin anati to. Ta phải bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Sư sư anatito loại từ gì sư? Bỏ cái anatito nó gần như là quá khứ phân từ, nó quá khứ phân từ nhưng mà nó có tiếp đầu ngữ anát. Nát là không. Cho nên nếu mình ra từ điển thì ở trên cho mình giống như là tính từ. Bỏ cái dấu phẩy là cha ra thom mom hí thì anh Khánh bỏ cái dấu phẩy, không dấu phẩy ở cuối chữ nè, không biết cho cái đó không bỏ được. Bỏ cái dấu phẩy đó rồi bỏ cái dấu phẩy ở dưới luôn, chỗ ya thi thom mom hí nè, bỏ nó luôn. Rồi đó là một câu. Rồi, còn
Còn 5 câu tiếng Việt nữa hả? Rồi sửa luôn đi, tranh thủ sửa cho xong đi, để kỳ sau học bài mới. Rồi. Cô làm câu số 1 Khánh. Dạ. Rồi. Khánh kế dùm câu 5 á Khánh. Như có giống như thành sách. Dạ dạ dạ. Xin dạ dạ Khánh được. Cái Khánh viết cùng cô luôn con. Á hằng, gia tí, mâm hí. Hầm mầm hí. Á hằng. Bia thí. Hầm mầm hí. Gia thình. Gia thình. Đúng rồi, Gia thình. Không phải chữ này con. Gia. Đây nè. Gia thình. Đúng rồi. Khánh nát tiếp tô. Bát chá quách khá hí. Bát chá chứ bát chá. Bỏ chữ hát đi con. Quách. Những cô đọc có chữ gì cơ? Hai chữ C. Chữ V rồi chữ E con. Chữ A rồi chữ E. Trời, cái chữ đó mới viết hồi nãy trong câu Bali của người ta đó mà. Cái chữ đó, câu số 5 đó. Thank you.
Một người làm lễ lấy hết giờ nè. Dạ thầy. Anatito. Bắt năm lên nữa thánh. Anatito. Áp bình năng thường xuyên. Là cha con là lớp thứ câu 3, câu 5. Cho coi cô ba các thánh. Anatito con. Rồi giờ thêm giùm cô chữ Apinhang trước trước cái câu Pachcha Vakkhahi. Cảm ơn các Khánh. Mở câu 3 các Khánh ơi. Dạ, câu 3 nữa cô.
nay con thấy giống như là nói của mình, nó tiếng Việt nó hình như nó hơi khác khác đó, sao hả? Xuống câu 5 lại đi các Khánh. Chắc có 4 mà không? Xá quá xá thiếu chữ quá xá tu quá xá thêm chữ xá dừng quá xá tu chữ xá thêm xá là được. Còn câu 2 hả? Khánh chạy, Khánh dở lên thôi, thiếu câu 2 hả Khánh? Như còn một câu em. Để chị làm luôn chứ. Cái này khúc này ghi của mình thì nó kỳ kỳ với cái câu tiếng Việt đó. Yes. Nếu tài nghề của ngài thì hợp lý hơn. Ừ, của ngài mới đúng. Xin nói tử. Dịch qua tiếng Bali thì cũng sẽ là của mình.
vậy nó không đúng, lại con trực tiếp kỳ. Chị bớt con hai lên rồi hả? Có sư đi trên. Dạ, sư có Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Dùm sửa luôn đi ha. Sửa luôn để kỳ sau học bài mới cho để ấy thì mất thời gian nữa. Tôi thường quán tưởng rằng ta phải bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Tôi lại hăng. Chữ hăng đâu để trong dấu mặt kép làm gì? Tôi thường quán tưởng rằng, tức là ahang apin hang paikawika mi này, tôi thì phải là a mi mới được mà kha hi được. Paikawika mi, tôi thường quán tưởng rằng ta phải bệnh. Gia thi tham môn hi gia thinh, gia thinh là cái này trường âm lên. Rồi anatito tí này phải thêm chữ tí vô nữa mới được. Ừ đúng rồi, vậy nó mới được. Rồi nó là câu số 1. Câu số 2. Bần thần và dân chúng tâu rằng, xin thái tử biểu diễn tài nghệ của mình. Raja Parisa cha, Raja Parisa cha là bần thần, dân chúng chana ha, này chana chứ không phải chara. Chữ tâu rằng thì nên sử dụng cái chữ là arochesi, arochesung. Không biết trong từ ở trong từ vựng có hay không, rồi bỏ cái chữ prahoti đi, prahoti arochesung. Nếu mình chữ sử dụng prahoti cũng không đúng, tại ở đây nó là chủ từ, nó là sung nhiều. Aroche Sung đã tâu rằng, xin thái tử biểu diễn tài nghệ của mình. Atano. Câu này tiếng Việt làm như thế nó ngộ quá sư. Thế nếu mà người đó nói là phải nói là xin thái tử biểu diễn tài nghệ của ngài chứ hả? Chứ của mình là của người đó nói rồi. Tôi thấy ngộ ngộ. Đâu có gì đâu ngộ. Xin thái tử, nhưng mà ở đây sửa lại cái chữ thái tử mình sư đi, xin ngài. Xin ngài.
Thưa sư dùng chữ tâm hê được không thưa sư? Ừ. Dùng ái tâm đồ. Được, cái chữ ngài đó là tâm hê đó, xin ngài. Dạ. Còn mà ái tâm đồ chứ bây giờ. Tài nghệ. Của mình thì chữ ái tâm đồ con không biết đúng không? Xin ngài biểu diễn tài nghệ của mình. Xin ngài biểu diễn. Khó quá là tê chứ sao? Sao? Chúng nói gì? Tài nghệ xếp băng mà hả? Sát tha tăng sơn không biết được lại là xếp băng chứ chị. Nhiều chữ lắm. Xin ngài biểu diễn tài nghệ của mình. DC hí. DC hí. À được, cái nghĩa nó được rồi. Hay là xin ngài biểu diễn tài nghệ của mình, được không sao? Phải của bạn chứ sư. Lại đang nói với người đó là phải của bạn chứ sao có của mình là người đó rồi. Personal là của bản thân mình rồi. Thì nói cái câu đó ý là của mình là của thầy của vị của ngài của Thế Tử á, biểu diễn là ý là ngài biểu diễn tài nghệ của ngài đó thì nói thì của mình. Câu này đúng rồi còn gì nữa? Nó phải là chỉ cho người khác đâu, chỉ cho người thứ hai mà biểu diễn tài nghệ của người đó mà. Của mình cái này thì ở cái chữ tức là cái chữ Atano của mình này nó thường sử dụng ngôi thứ ba. Hay là giờ xài cái chữ tao quá đi. Tại vì tâm hê là của bạn rồi thì tại sao mà xài là Atano được? Atano là của âm hán mà. Ê, Atano là của... Nói bậy bạ. Đây, xài phải. Chữ tao quá đi. Bỏ chữ Atano đi. Tao quá đi. Nếu vậy tiếng Việt có sửa không sư? Tiếng Việt gì được không bác? Thấy tiếng Việt gì được không? Nếu mà của mình, tại vì nếu của mình là dùng táo quá, cũng ngồi táo quá ngồi thứ hai. Ngồi thứ hai á, nhưng mà trong tiếng Việt mình nói gì được không? Nếu mà dùng của ngài thì sư phải xin Thái Tử hãy biểu diễn tài nghệ của ngài. Thì phải bỏ trên thì đem chữ ngài xuống xin thì mới ngài được. Biểu diễn tại ngày của ngài nữa làm sao được? Xin thái tử không được, đổi chữ biểu diễn tại ngày của mình. Con nghĩ câu này cũng dễ hiểu không? À, mình hiểu được rồi, cách nói của câu tiếng Việt thì xin ngài hãy biểu diễn tại ngày của mình là đúng rồi, đó là cái câu của tiếng Việt rồi. Nếu mà vậy là được rồi. Câu số 3. Sau khi thấy người già với gậy trong tay, Thế Tử không vui thích trong việc họ hưởng hữu dục. Sau khi thấy người già, Pasitwa Mahalakang, Yathihakang trong hợp này nó dùng như là tính từ của chữ Mahalakang, cho nên nó đồng tính đồng cách đồng số. Có gậy trong tay, cái này do cái cách hình thành của nó mà nó mầm dịch nó như vậy. Có gậy trong tay, Thái Tử không vui thích trong việc thọ hưởng Panchakamapunne. Anh em sửa lại là Panchakamapunne đi cho nó giống lại. Trong việc thọ hưởng ngũ dục. Rồi, đó là câu số 3. Câu số 4. Nếu mà với gậy trong tay ở dùng cách thứ hai cũng được không thưa sư? Sao mình thấy người già với gậy trong tay á, nếu mà dùng cách thứ hai cũng được. Sao dùng cách thứ hai? Yết thí hát thăng nè. Yết thí hát thăng. Thì cái này cách thứ hai không nè? Với gậy trong tay, ý con nói từ ngữ tiếng Việt kìa. Sao? Sau khi thấy người già với gậy trong tay,
từ với nó dùng ở cách thứ hai cũng vẫn được không thưa sư, ý con hỏi như vậy. Cái đó là trong tiếng Việt mình dịch thoáng nó thôi chứ đâu bắt từng câu từng chữ gì được. Dạ. Đức vua ước rằng xin cho thái tử sống tại gia đình đến trọn đời. Raja Pathesi hả? Pathesi dùng quá khứ đi. Pathesi Raja Raja Kumaro Yawachivan Agaran Acha Vasatuti xin cho thái tử sống tại gia đình, sống tại gia đình cho đến trọn đời. Rồi được rồi, câu số 4 như là được rồi. Ở gì đó ngồi cái thứ ba, ngồi thứ ba được hả thưa sư? Hả? Xin cho thái tử sống tại gia đình đến trọn đời. Dùng ở cái thứ ba, ngồi thứ ba. Cái này ông ước muốn thôi chứ ông đâu nói trước mặt đâu. Dạ. Không phải nói trực tiếp đâu. Cái này suy nghĩ về một người nào khác thì nó cũng dùng cách thứ ba thôi đâu. Rồi câu số 5. Câu số 5 anh Khánh. Xin cho phước, xin cho phước do tôi đã làm dẫn đến sự đoạn tận các lục hoặc trong tương lai. Xin cho phước Punyang Hô Túc là xin cho phước do tôi đã tạo mê Caritang do tôi đã tạo dẫn đến Asawakhaya quá hăng. Đúng là cái chữ A quá hăng này là mang lại, mang lại sự đoạn tận các lộ hoặc trong tương lai. Mà thường đây dịch cái chữ A quá hăng mang lại gì nghe nó không, tại là nó chưa đến cho nên mình nói mang lại thì nó hơi nghịch, cho nên nó dẫn đến sự đoạn tận các lộ hoặc trong tương lai. Cái đi tăng tại con viết quá khứ, tại chưa cái này chưa học tới, nhưng mà cái câu bắt buộc phải viết thôi. Ủa chứ mà cái tăng. Nhưng mà cái đi tăng ở đây trong từ vựng người ta cho là chắc chắn người ta cho nó là dạng tính từ rồi. Không, sư không có cho mà, như là sư không có cho trong. Còn có anh Khánh cho coi từ vựng. Cho cá tá sư. Cá tá đã làm đó đó. Các tá các tính tăng. Từ vậy sửa à, lại cái chữ ở trên các tăng đi, các tá cái đi tăng cũng là quá khứ phân từ mà các tăng nó tính từ tại vì nó chia bằng nghĩa với cái chữ phun nhăn thì cái đi tăng cũng vậy, hai cái cũng quá khứ phân từ. Thanh trở lên cho Thanh trở. Rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi xong. Rồi sửa xong đi, sửa xong rồi cho lớp này. Hồi hướng này nè. Rồi. Kêu lên người ha. 3, 4, 4, 5. Này cũng dễ rồi, lát em gửi vô nhóm á chị. Dạ, buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Dạ, xin mời cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ sư. Sau đây con xin đại diện lớp, con xin hồi hướng đến chư thiên ạ.
Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buôn nhắn lô ánh mô đàn tu chi rằng rác khẳng tu xa xa năng Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buôn nhắn lô ánh mô đàn tu chi rằng rác khẳng tu nhà tay vô Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buôn nhắn lô ánh mô đàn tu chi rằng Chắc tham tu ba ni no Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buôn nhắn nô anu mô đàm tu chi rằng Chắc tham tu nô sa Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buôn nhắn nô anu mô đàm tu chi rằng Chắc tham tu nô sa đa y đằng qua ta nô buồn nhăn a sa va kha ya qua hằng tu an na ga te ca le dạ con xin kính lãnh lễ sư con kính tri ân sư sa thú kính mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ sáu hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00 chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe và tiến hóa trong đạo pháp dạ kính chào cả lớp dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ con kính tri ân sư ạ.